Chào các bạn, bây giờ là 10 giờ 30. Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2020. Mình đang quay toàn cảnh những cây hoa hồng tại tư tân nhà mình. Đây là cây hoa hồng leo của Hải Phòng. Các bạn nào ạ? Bạn nào mầm đang lên nhá. Và hoa mầm hoa hồng leo Hải Phòng thì thơm ngát luôn. To các bạn nào mà to này. Đây là hoa hồng leo cổ các bạn nhé, leo cổ Hải Phòng. Và đây là cái hoa sipit, cũng là leo. Mình thấy người ta bảo là sipit thì mình gọi là sipit. Đây các bạn. Đây gốc mình ở mãi dưới kia. Đây, mình quay cho các bạn xem nha. Các bạn nào mà đang ra mầm, rất nhiều mầm. Còn kia là hai chậu hồng điều và hồng nhung. Mình đang lùi dần về phía sân. Đây là cho hai tầng của mình, cũng bắt đầu đang nở hoa. Các bạn nào ạ, đang nở hoa nha các bạn nha. Mình đang lùi về dưới đây để cho các bạn xem này. Bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 10 năm 2020. Mình đang quay những chậu hồng ở sân nhà mình tại cái địa điểm nóng gay gắt nhất các bạn. Đây là cái hồng nhung nha các bạn nha. Đờ Monaco của Pháp, lá vàng vọt đây các bạn nào này. Đờ Monaco của Pháp các bạn nhé. Đây là những bông nụ của đờ Monaco của Pháp các bạn ạ. Đây hoa của nó chúm chín như thế này. Đây mình trồng lẫn với một cây hồng nhung ta, mà một số các bạn có tạo mùi thơm đấy, là mình trồng lẫn vào để tạo mùi thơm các bạn ạ. Đây mình quay cận cảnh cây hồng đờ Monaco Pháp các bạn ạ. Bệnh tật quanh năm, thi thoảng mới được một cây hoa. Và nó đây. Đây các bạn nôm kỹ là lá nó vẫn vàng nhá. Đây hoa của nó form thì thôi rồi đi các bạn ạ. Form thì rất đẹp. Nhưng chỉ có một điều là khó chăm. Rất khó chăm các bạn nhé. Mình đang lui về. Đây cũng là một cây hồng ngoại, nhưng mình không biết nó là hồng gì. Để mình quay cận cảnh. Nếu bạn nào có biết hoa hồng gì thì comment ghi trong bài viết này cho mình. Đây nụ của nó đây. Và màu hoa của nó đây. Nụ rất đẹp các bạn nào mà. Rất đẹp. Rất đẹp các bạn. Hoa rất to đấy nha các bạn nha. Hoa hồng nhung nắng lên nở hết. Và đây cũng là một cây đờ Monaco Pháp. Cây này là cây tốt nhất trong 10 cây đờ Monaco Pháp của mình. Nó thế này nhưng nó đã được 2 năm tuổi các bạn nhé. 2 năm tuổi. Các bạn nói thấy không ạ? Đờ Monaco của Pháp. Và không mất một số bạn trồng hoa hồng ngoại thì ở thời điểm hiện tại với cái nền nhiệt nắng nóng như thế này thì nó có thể trạng như thế này không ạ? Form rất đẹp các bạn nhé. Đấy, mình muốn quay cho các bạn xem hoa hồng ngoại đấy. Cho nên là chán hoa hồng ngoại, không muốn trồng hoa hồng ngoại. Đấy. Đây các bạn nhìn những cây hoa hồng nội đấy ạ. Hoa hồng đào cổ nụ lên ầm ầm các bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn xem đấy ạ. Trời hôm nay cứ mưa và nắng xen kẽ nhau. Cho nên thời tiết như thế này là rất phù hợp. Các bạn nhé, rất phù hợp cho sự phát triển của cây hoa hồng.
các bạn nào mà mình đã quay toàn cảnh cái sân ở nhà quê, gọi là cái sân tại Tư Gia nhà mình. Các bạn nào mà đây, mình quay cho các bạn cây này ở một cái thế nó vươn ra, các bạn nào thấy không ạ? Rất tốt, mầm lộc lên ầm ầm các bạn nhé. Các bạn nói hôm qua khi livestream thì có một số bạn là bảo cho muốn xem những cái cảnh quay của tại Tư Gia nhà Trung Hồng, và hôm nay là 10:30 sáng ngày 2/10, mình đang quay những chậu hồng tại Tư Gia nhà mình để cho các bạn mục sở thị. Bây giờ nó mới đang lên mầm nụ thế này các bạn nhé. Đây các bạn, nó với khu này nó thiếu nắng, nó bỡi, nó vươn ra như thế này à, các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ lên quay ở trên gác, để trên tầng thượng nơi có 16 chậu hoa hồng, để cho các bạn xem thể trạng hôm nay ngày 2/10, những chậu hoa hồng của Trung Hồng hiện nay thể trạng như thế nào các bạn nhé. Đấy, đây là toàn cảnh ở cái không gian dưới sân Tư Gia nhà mình. Ở nông thôn gọi là cái sân, nhưng một cái sân như thế này cũng tầm cỡ hơn 100 m² các bạn nhé. Ở nông thôn thì vẫn có những cái nhà như nhà Trung Hồng đó các bạn đang thấy, và thường thường mặt trước nó có những cái sân rất rộng, thoải mái để chúng ta trồng trọt, trang trí bể cảnh và những thứ tương tự. Thế và Trung Hồng cũng đã đấy, hồng leo. Cây xoài này vẫn của nhà mình các bạn ạ. Cái nhà là mình làm ở bán giữa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lên trên gác quay cho các bạn xem. Các bạn ơi, trời có rất nhiều mây các bạn ạ, trời rất nhiều mây, nhưng mà nắng thì không gay gắt, cho nên thi thoảng lại có nắng. Và bây giờ mình quay các bạn nom, đây là những chậu hoa hồng tại trên sân thượng nhà Trung Hồng ở thời điểm hiện tại nha. Bây giờ là 10:30 sáng. Các bạn nào mà hãy quay cho các bạn xem, đây là cây hồng nhung. Mình đi dạo một vòng để các bạn nom thấy thể trạng của cái hồng nhà mình nha các bạn nhé. Thể trạng của cái hồng mình ở thời điểm hiện tại các bạn này. Các bạn nom à, bây giờ nó đang vươn mầm lộc các bạn nhé. Các bạn nom ạ. Trên này là mình trồng được 16 chậu nhé các bạn nhé. 16 chậu. Và có một số chậu như cái chậu hoa hồng nhung này là đã tầm cỡ 4 năm tuổi, và một số chậu 3 năm tuổi, và có 3 chậu 2 năm tuổi. Đây các bạn đang nom ạ. Những cây hồng điều thì đang đâm lộc, còn những cây hồng nhung thì đã nở rực rỡ, thậm chí có rất nhiều hoa đã tàn. Các bạn nhé, có rất nhiều hoa đã tàn. Đây những cái hoa tàn mình đã bấm cái nụ đi, bấm cái hoa tàn đi các bạn ạ. Vì đã để cho những cái hồng nhung này còn lớn nữa cho nên mình vẫn để thả rông, để cho nó lớn bằng những cây bên dưới cạnh. Thì những cây hoa hồng nhỏ bạn bắt buộc phải thả rông thì nó mới lớn được các bạn nhé. Còn bạn cắt cành thì sẽ hạn chế rất nhiều. Đây là cũng là cây hoa hồng điều. Các bạn nom, mầm lộc mà lá dày chít, mở rộng không hề có biểu hiện gì bệnh tật các bạn nhé. Không hề có biểu hiện một chút gì gọi là bệnh tật. Đây là cây hoa hồng nhung. Cây này là 4 năm tuổi đấy các bạn nhé. To, cây này to 4 năm tuổi đấy. Cây này là 3 năm đấy các bạn.
Đây mình quay cận cảnh nó đang lên mầm như thế này các bạn ạ. Và cũng như thường lệ kia là ba chậu nhựa 2 năm tuổi cũng rất to, mà chỉ có ánh nắng ban trưa và ban chiều các bạn ạ. Tán cũng đã 1 mét nhé. Bề cao trên 1 mét nhưng tán cũng đã 1 mét các bạn ạ. Cũng rất mầm lộc. Các bạn nó hoa mà mầm lộc. Các bạn ạ. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh những cái hoa hồng và chỗ hoa hồng của chú hoa hồng ở thời điểm sáng nay 10 giờ 30 phút trưa ngày 2 tháng 10 năm 2020. Đây là những ảnh trên sân thượng nhà mình, nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất khi về mùa hè nắng nóng. Và chú hồng đang quay toàn cảnh cho các bạn xem, review cho thể trạng cây hồng của chú hồng ở thời điểm hiện tại. Chú hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết 11 phút video những hình ảnh cây hoa hồng của chú hồng. Chú hồng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.